Ngày 21 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 20 tháng 11 đến 18 giờ ngày 21 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 218 ca COVID-19 mới, trong đó 100 ca cộng đồng, 89 ca tại khu cách ly, 29 ca khu phong tỏa. Trước tình hình số ca COVID-19 tăng cao, chiều cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các địa phương. Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các địa bàn xã, phường, thị trấn. Theo đó, tại các trạm y tế lưu động này được thu dung, khám, điều trị cho F0 nhẹ, không triệu chứng tại quận, huyện, thị xã, đồng thời phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng. Tại các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các F0 là phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lý nền, chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ, bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, đồng thời không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần trên phút, SpO2 trên 96% khi thở khí trời, công văn Sở Y tế Hà Nội nêu rõ. Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tiễn của từng quận, huyện, thị xã để đề xuất mô hình tổ chức và ban quản lý điều hành trạm y tế lưu động phù hợp với tình hình của địa phương. Tại các trạm y tế lưu động phải có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, không nhiệm vụ miễn vào. Sở Y tế Hà Nội cũng bố trí tại trạm y tế lưu động có một xe ô tô chuyên dụng, nhân viên y tế cho một kíp có 5 người, gồm một bác sĩ phụ trách, hai điều dưỡng, một kỹ thuật viên, điều dưỡng xét nghiệm và một dược sĩ. Căn cứ số lượng người bệnh có thể bố trí kíp nhân lực y tế phù hợp, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở. Tại mỗi trạm y tế lưu động được chia làm 3 khu, khu vực đón tiếp, phân loại bệnh nhân, khu hành chính, hậu cần, khu cách ly, điều trị. Riêng khu vực cách ly, điều trị được chia làm 2 loại là phòng điều trị F0 khỏe mạnh, không triệu chứng và phòng điều trị F0 triệu chứng nhẹ, hắt hơi, sổ mũi, ho khan,